Cứ đến mùa thu, từ điển Merriam-Webster của Mỹ lại cập nhật thêm danh mục từ mới. Năm nay có thêm 370 từ, gồm 9 từ về thực phẩm. Trong đó, món ăn đường phố bánh mì của Việt Nam được chính thức lấy tên gốc để đưa vào từ điển. Theo định nghĩa của từ điển này, bánh mì là loại sandwich thường có vị cay của ẩm thực Việt Nam. Loại bánh này được bổ ra và có các nhân được kẹp bên trong, thường là thịt heo, thịt bò, thịt gà, dăm bông, pate, phô mai, cùng sự kết hợp từ dưa leo, dưa chua, ngò, ớt, tiêu, nước sốt. Trước đó, món phở cũng đã chính thức có mặt trong từ điển Merriam-Webster vào năm 2014.